lãnh đạo nhà nước viết về Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, hay tin Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội đã trở về Tổ đình Viên Minh tưởng niệm. Các vị lãnh đạo đã ký sổ tang, bày tỏ sự lòng kính trọng đối với vị giáo phẩm lãnh đạo tối cao của giáo hội đại thọ 105 tuổi, 85 hạ lạp, tròn một thế kỷ xuất gia tu hành. Ban tổ chức lễ tang được tiếp đón phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đi cùng phái đoàn Chủ tịch nước còn có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đứng trước linh đài Giác Ninh Đức Ngài, xin trân trọng kính mời Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng ghi nhận công lao cống hiến của Đức Pháp Chủ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bậc Cao Tăng Thạch Trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng luôn gương mẫu, chỉ dẫn và định hướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời của Hòa Thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội. Với những cống hiến to lớn cho đất nước, Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã được nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân, thành kính phân ưu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Trung ương Giáo hội, Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tôi mong quý vị Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam hãy học gương tu hành cao đẹp của Hòa Thượng để cùng nhau xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, ngày càng đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lời viết của Chủ tịch nước nhấn mạnh. Ninh Bình sinh dòng hào kiệt, chốn tổ đa vọng tiếng từ bi. Viên Minh in lọc ngọc lưu ly, Thăng Long Hà Nội còn ghi tên người. Cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý vị đại biểu Phái đoàn Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thắp hương đặt vòng hoa kính viếng, đề nghị phái đoàn dành một phút mặc niệm để tiễn biệt. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng viết vào sổ tang, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh bày tỏ vô cùng thương tiếc Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư đạo cao đức trọng, có nhiều cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc. Cuộc đời tu hành của Hòa Thượng là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa Thượng gánh vác trọng trách Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một công dân, Hòa Thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Ở cương vị nào, Hòa Thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, gắn kết giữa đạo Pháp và dân tộc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, Hòa Thượng ra đi là một tổn thất to lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước cho xã hội và đất nước. Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và với tình cảm cá nhân,
Tôi chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử, cầu mong Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, Phó Thủ tướng viết. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau những dòng chia buồn cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viết: với 85 tuổi đạo, 105 tuổi đời, Đại lão Hòa Thượng là bậc cao tăng lỗi lạc, đạo cao đức trọng, hiếm có xưa nay. Cuộc đời tu hành của Đại lão Hòa Thượng đã có nhiều đóng góp to lớn cho đạo pháp, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ghi nhận công lao của Đại lão Hòa Thượng, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Hòa Thượng nhiều huân chương cao quý, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhì, huân chương đại đoàn kết dân tộc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đại lão Hòa Thượng với đạo pháp và dân tộc, cũng như bày tỏ lòng kính tiếc sâu sắc đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng môn đồ, pháp quyến, thân quyến. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi: vô cùng thương tiếc Đức Đại lão Hòa Thượng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ. Đại lão Hòa Thượng là bậc chân tu, đức cao vọng trọng, có rất nhiều đóng góp với Phật giáo Việt Nam vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại lão Hòa Thượng mất đi là tổn thất vô cùng lớn lao với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Phật tử cả nước. Đứng trước linh đài Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, thắp hương kính viếng. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ là vị cao tăng thạc đức, thạch trụ tùng lâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài là vị cao tăng lãnh đạo tinh thần tối cao của Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam. Với tinh thần lục hòa cộng trụ và hạnh nguyện phụng sự cao đẹp, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ luôn luôn quan tâm xây dựng, củng cố ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, duy trì và xiển dương truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Những huấn từ của Đức Pháp Chủ cùng chính cuộc đời của người là mẫu mực để Tăng Ni, Phật tử noi theo và tinh tấn để gìn giữ mạng mạch của Phật Pháp. Ông Vũ Chiến Thắng viết: với sự gắn bó của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự trân trọng, kính quý của cá nhân, ông Vũ Chiến Thắng chia sẻ sâu sắc và thành kính phân ưu cùng Giáo hội, Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng những hạnh nguyện cao đẹp của cuộc đời Ngài cùng các chức tác kinh điển và những di huấn mà Đức Pháp Chủ để lại sẽ là pháp bảo và định hướng quý báu cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục con đường đạo pháp và dân tộc. Ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh. Vòng hoa của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, và vòng hoa của Trung tướng Lương Tam Quan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, vào thắp hương kính viếng. Oh.
để bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với một bậc cao tăng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh, đóng góp cho sự an ninh quốc gia. Đề nghị phái đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm. Phút mặc niệm đã trôi qua. Xin trân trọng cảm ơn phái đoàn. Kính mời phái đoàn nhiễu quanh kim quan của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ để tiễn biệt giác linh ngài lần cuối cùng. Kính thưa quý phái đoàn Bộ Công an, do Thiếu tướng Phạm Việt, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa cùng quý vị trong phái đoàn, chúng tôi trộm nghĩ thân tứ đại ba y là đủ, ngày hai thời tịnh chỉ công phu, tiền đừng biển bạc cho dù, trên tay ngài chỉ suối châu bồ đề. Cả cuộc đời của Đức Pháp Chủ với 105 năm khắc tích ở cõi đời, trải qua 85 năm mùa xuân tùy hành Phật sự tại nhân gian, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh. Hôm nay ngài đã xa rời chúng ta, xa rời rơi trần thế, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Phật giáo đồ, cho quý vị và cho tất cả mọi người. Đền đáp ân đức sâu dày ấy, cảm niệm công đức sâu dày của một bậc lão tăng, phân ưu cùng giáo hội sơn môn pháp phái, môn đồ pháp quyến, quý vị đã đến đặt vòng hoa thắp hương kính viếng, ký sổ tang lưu niệm. Thay lời ban tổ chức lễ tang, xin được cảm ơn Bộ Công an do Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa đã thân lâm trực tiếp đặt vòng hoa, thắp hương, ký sổ tang, kính viếng. Và chuyển lời của ban tổ chức lễ tang, sơn môn pháp phái và đồng bào Phật tử, cảm ơn Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cảm ơn Trung tướng Lương Tam Quan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Do công tác bận, quý vị đã gửi vòng hoa, thắp hương và lời phân ưu đến ban tổ chức lễ tang. Kính cầu nguyện giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng gia hộ cho quý vị bốn đại điều hòa, gia đình được an vui và hạnh phúc. Đang đứng trước linh đài, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Phật giáo đồ, là phái đoàn Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, thắp hương kính viếng. Bày tỏ lòng kính tiếc vô hạn đối với một bậc lão tăng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, làm đấng thạch trụ chốn Tùng Lâm, đề nghị phái đoàn Bộ Nội vụ dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm đã trôi qua, trân trọng kính mời phái đoàn nhiễu quanh kim quan của Đức Ngài để tiễn biệt giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ lần cuối cùng. Kính thưa quý phái đoàn, chúng tôi thường kính nghe kìa bảo tháp nêu gương trang thánh chiết,
gương tròn một niềm vạn kiếp thảnh thơi. Im lặng suốt đời muôn duyên tịch diệt, niết bàn dành sẵn bậc cao kiên. Đức trưởng lão hòa thượng pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ nhiều cương vị trong giáo hội, trải qua 105 năm mùa xuân khắc tích ở cõi đời và 85 năm mùa thu tùy hành Phật sự tại nhân gian, Đức trưởng lão hòa thượng pháp chủ đã cống hiến cho đạo và đời, làm tốt đời trong đạo, làm sáng đạo trong đời. Hôm nay Ngài đã ra đi xa rời nơi trần thế, xa rời chúng ta, để lại nỗi tiếc thương vô hạn về công đức và đạo hạnh sự nghiệp của Ngài.